Honda City, một mẫu sedan phổ thông, từ lâu đã trở thành sự lựa chọn ưa thích của khách hàng Việt Nam, nhờ vào không gian rộng rãi và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Xe cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc sedan cỡ B như Toyota Vios và Hyundai Accent. Năm 2020, Honda ra mắt thế hệ mới của City tại thị trường Việt Nam, mang đến một diện mạo hoàn toàn mới với thiết kế và trang bị nâng cấp. Điều này có thể là lý do chính khiến những chiếc Honda City thế hệ cũ hiện đang được bán với mức giá hấp dẫn trên thị trường ô tô đã qua sử dụng. Theo ghi nhận trên thị trường xe cũ, một chiếc Honda City sản xuất năm 2019 đang được chào bán với mức giá 405 triệu. Đây là giá bán chỉ ngang ngửa phiên bản cao cấp của một chiếc xe hạng A Kia Morning, giá từ 349 đến 439 triệu. Người bán cho biết, xe thuộc phiên bản CVT, ngoại thất màu trắng và đã đi được 80.000 km. Tình trạng xe vẫn còn khá mới, được nâng cấp một số chi tiết trang trí ngoại thất. Được biết, ở thời điểm mua mớ xe có giá niêm yết là 559 triệu. Để lăn bánh chiếc xe, người dùng sẽ phải tiêu tốn khoản tiền khoảng hơn 600 triệu. Như vậy, sau 5 năm sử dụng, chiếc Honda City này đã mất giá hơn 200 triệu. Ở chiều hướng ngược lại, với những ai đang muốn tìm mua một xế hộp, giá mềm mà không ngại sử dụng xe cũ thì đây vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc. Về tổng thể, Honda City 2019 sở hữu mặt ca lăng mới với thiết kế solid wing và thanh nẹp chrome, hai bên là cụm đèn pha halogen và tích hợp đèn LED chạy ban ngày. Cản trước và sau cũng đã được điều chỉnh để phù hợp hơn với tổng thể xe. Những trang bị ngoại thất đáng chú ý khác, có gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ, la răng hợp kim 16 in, anten dạng vây cá mập, tay nắm cửa mạ chrome. Honda City 2019 sở hữu không gian nội thất rộng rãi. Phiên bản top dùng ghế da và bản 1.5 dùng ghế nỉ. Ở hàng đầu, ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế phụ 4 hướng. Hàng ghế thứ hai đầy đủ 3 tựa đầu có thể điều chỉnh độ cao. Xe trang bị tiêu chuẩn màn hình cảm ứng 6.8 inch hỗ trợ, kết nối điện thoại thông minh, quạ USB, Bluetooth và hỗ trợ cổng HDMI. Một số trang bị nổi bật khác có thể kể đến như hệ thống âm thanh 4 loa, điều hòa chỉnh cơ, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Honda City 2019 sử dụng động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, ứng dụng công nghệ EVTEC đi cùng hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước, sản sinh công suất cực đại 118 mã lực và mô men xoắn tối đa 145 Nm. Trang bị an toàn trên Honda City gồm hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hai túi khí, camera lùi 3 góc quay, cảm biến lùi. Oh, 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 oh